Vào chiều ngày 20 tháng 8, Đoàn Chư Tôn Đức ban tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Vu Lan Đạo Hiếu và Dân Tộc năm 2023 cùng các Phật tử đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước tại Nghĩa Trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tham dự lễ viếng có Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương, trưởng ban tổ chức chương trình Du Lan, Đào Hiếu và Dân Tộc năm 2023, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức. Tại đây, với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các anh hùng chiến sĩ cách mạng đồng bào yêu nước đã ngã xuống trên mảnh đất bi hùng côn đảo. Trong không khí trang nghiêm, và thường thích gia quan làm các đại biểu dành những dòng hoa tươi thắm dân hương thể hiện sự kính trọng tri ân sâu sắc các thế hệ đi trước các anh hùng liệt sĩ những người đảm anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc nhưng lời tưởng niệm và thường thích gia quan nhấn mạnh chúng ta về đây để tưởng nhớ những người anh hùng nhưng cũng là để nhắc mình là ai đất nước này đã từng trải qua những giai đoạn lịch sử như thế nào du lan báo hiếu cũng là dịp để chúng ta bày tỏ ý chí chung sức chung lòng tiếp nối cuộc hành trình dựng xe và bảo vệ tổ quốc Việt Nam thương yêu. Tiếp đó, Chư Tôn Đức và các đại biểu kính cẩn nghiêng mình dân hương trước anh Linh, Tổng bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, liệt sĩ Đại Đức Thích Hành Tuệ và các anh hùng liệt sĩ. Côn đảo là dùng đất thiên liêng ghi dấu sự đấu tranh kiên cường bức khuất của các anh hùng chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trên mảnh đất côn đảo, hàng vạn những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể bởi những đòn roi tra tấn khốc liệt của kẻ thù. Nghĩa trang Hàng Dương là nơi an nghỉ ngàn thu của 20.000 anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Được biết, chương trình giao lưu nghệ thuật Du Lan Đạo Hiếu và Dân Tộc năm 2023 do Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 8 tại nhà hát lớn Hà Nội với mục đích xiển dương đạo pháp, phát huy truyền thống hiếu đạo của dân tộc nói chung và đạo hiếu Phật giáo nói riêng, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp của đạo hiếu tới cộng đồng Phật tử, những người mến mộ đạo Phật trong và ngoài nước.